Tuấn Anh xin được bên chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ từ đại ma đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. lúc bây giờ khiến hòa thượng buồn bực hơn nữa chính là tiếng kỷ luận của những người vây xem ở rất xa không từng chuyển đến. Nói cái gì mà hòa thượng này không được, kim cường tự cũng chẳng ra làm sao. Nhất là một ít người tâm lý có khuynh hướng hướng về âm sát tông, càng không chút cách khí mà bắt đầu trêu chọc. Rốt cuộc, hòa thượng kia cũng bị chọc giận triệt để, bạo giống một tiếng, khiến trong lòng những người chung quanh đều rung lên chỉ cảm thấy trên người hắn hiện ra một kiện áo cà sa màu đỏ thẫm lúc choàng lên người thì như một đoàn hỏa phần hừng hực thiêu đốt màu đỏ hồng ánh lên trong kim quang cùng lúc đó ký thế hòa thượng đột nhiên bạo tăng lông mày dựng đứng hai mắt trợn lên hiển nhiên là một sát trá kim cương một con lệ quỷ liền kêu thảm lên một tiếng sau đó liền hóa thành tro tàn trong ngọn lửa kim hồng sắc sắc mặt của lôi động có chút khó coi. Hòa thượng này là ai nhỉ? Vậy mà trên người là nhiều bảo vật như vậy. Chuyện Phật Châu lúc trước hiển nhiên là không phải là vật bình thường rồi. Mà áo cà sa màu đỏ thẫm này lại càng không phải là thứ tùy tiện nhặt lên. Sắc mặt trần biến đổi, tay vừa có chút nhấc lên, chuẩn bị thi triển ra tịch diệt pháp luân. Mà hòa thượng ngoài mặt thì lộ vẻ hùng tướng, nhưng trong lòng cũng âm thầm hối hận vì đã tùy tiện trêu chọc tiểu tử âm sát tông này trong những người đồng lứa trong chùa thì mình cũng coi như là đỉnh tiêm nổi bật rồi tin tưởng muốn đối phó với một thằng nhãi con âm sát tông tù vì còn kém mình một đoạn thì có thể dễ dàng đánh bại hắn nhưng không ngờ tiểu tử này lại khó chơi đến tình trạng này hơn nữa bộ dạng như còn có hậu chiêu tuy nói nếu hỏa tượng xuất ra toàn lực thì tất nhiên sẽ không bại dưới tay tiểu tử này. Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta. Một thanh âm uy nghiêm từ xa truyền đến, xinh xinh tạc lên bên trong tay của mọi người. Không nói tới hỏa thượng kia, cảm giác như thế nào. Lôi động chỉ cảm thấy một hồi hít thở không thông, khí huyết khó tụ. Ngoài hoảng sợ trong nội tâm ra, thì hắn không dám tiếp nhận công kích tịch diệt pháp luân. Dù sao thì người chỉ dựa vào một tiếng giống mà có thể khiến mình thất thần như vậy kiên quyết không phải là người đơn giản gì. Mà hòa thượng kia, tựa hồ cũng rất thức thời, dừng công kích lại. Quả nhiên chỉ trong chớp mắt, một đạo kinh hồng bạch quang từ trong thành bắn thẳng ra, vẽ lên một đường vòng cung, trực tiếp dừng lại trước mặt hai người. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung điền dầu đen mặt trắng, lưng mang một thanh trường kiếm, khuôn mặt ngày ngắn, khí thế bất phạm vô cùng. Hai chắp tay hai bên, đi ra sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua lôi động và hòa thượng kia. Âm sát tông, kìm cường tự sao? Vạn bối lôi động, đệ tử của vạn quỷ quật, âm sát tông, bài kiến tiền bối, không biết tiền bối sừng hồ như thế nào. Lôi động biết rõ trận này đã không phần thắng bại được nữa rồi. Hắn liền thu hồi quỷ bộc, vạn quỷ viên, sau đó đứng nghiêm trang cùng kính hành lễ. Đối với lễ tiết của lôi động, hiện nhiên nam tử trung Điền cũng có chút thỏa mãn. Hắn liền gần đầu nói, nguyên lai là đồ đệ vạn quỷ lão huynh, qua nhiên là danh sư xuất cao đồ. Bồn tòa chính là thiền liệt tông, trưởng lão Lý Nhất Kiếm. Có duyên gặp mặt mấy lần với sư tôn gây, không biết thân thể sư tôn có khỏe mạnh không. Tiền kiếm tông chính là một tông phái thực lực phi phạm, vừa chính vừa tà. Nhưng so với âm sát tông và kim cương tự thì lại kém hơn rất nhiều. Bởi vậy dù Lý Nhất Kiếm này là cao thủ kim đan kỳ, nhưng cũng có chút khách khí với lời động nhất là Lý Nhất Kiếm, biết được vạn quỷ lão tổ, biết rõ không thể gây chuyện với người này. Đà tạ Lý Sư Thúc quan tâm, gia sư vẫn khỏe mạnh, vài ngày trước đã đột phá kim đan kỳ trung kỳ rồi. Về mặt của lôi động khiêm tốn, cố ý nói ra chuyện sư tôn đột phá. Bật quá, nghe được hắn có biết sư tôn, trong ngôn từ liền lộ ra ý tứ trèo kéo quan hệ. Quả nhiên sắc mặt Lý Nhất Kiếm liền trở nên nghiêm túc. Vạn quỷ lão huynh không hổ là kỳ tài ngút trời, rồi còn trẻ mà đã đột phá đến trung kỳ rồi. Xem ra kiếp này, có hy vọng tiến nhập nguyên anh kỳ rất cao. Lời này của Lý Nhất Kiếm cũng không phải là vỗ mông ngựa. Dùng tuổi thọ của vạn quỷ lão tổ, tuyệt đối có hy vọng tấn thăng nguyên anh. Nhưng có hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Không biết có bao nhiêu người sau khi bước lên kim đan đại đạo, cả đời liền dừng bước tại sơ kỳ. Vạn bối đã từng nghe gia sư đề cập qua Lý Thúc Thúc cho rằng Lý Thúc Thúc chính là kỳ tài hiếm thấy của Thiên Kiếm Tông, là Long Phượng trong loài người. Lôi động quan sát nét mặt, liền lập tức biết Lý Sứ Thúc thành Lý Thúc Thúc. Lý Nhất Kiếm cũng không phản đối, ngược lại nói tào lao vài câu với lôi động. Nghe lôi động và cường giả kim đàn kỳ kia trèo kéo làm quen, hoa thượng hiển nhiên không tiện xen vào, song mặt có chút không tốt, căm giận đứng ở một bên. Nghe hai người này kẻ tung người hứng như vậy, chút kính sợ với cao thủ kim đan liền tan biến thành mây khói âm thanh lạnh lùng nói lý tiền bối bạn bối cáo tử trước vậy nói xong hắn trực tiếp đi về hướng cửa thành lý nhất kiếm cũng không ngăn cản hắn ngược lại đợi hắn đi rồi liền truyền âm cho lôi động nói lôi thế chất tiểu hòa thượng kia cổ đèo sát lợi phật châu người mặc áo cả sa di đà lại còn có vòng kim cương trong tay tanh khí táo bảo hiển nhiên là chiến tăng chiến đường kim cương tự người như thế nào lại đồng thủ với hắn thế? Một lời không hợp liền động thủ rồi, đoán chừng là muốn nhìn thử thần thủ đối phương. Lôi động khẽ cười nói, thì ra hắn là chiến tăng chiến đường kim cương tự, khó trách tính khí táo bạo, yếu chiến như thế. Bật quá, người này tuổi còn trẻ mà đã là trúc cơ kỳ tầng ba đỉnh phong, hiển nhiên không phải tầm thường rồi. Lôi động cũng đã nghe nói qua kim cương tự trên làm thiền tăng và chiến tăng. Chiến tăng tu dưỡng tính tình vô cùng tốt, thuộc dạng người hiền lành. Dù người có đánh mấy quyền, thì hắn cũng không hoàn thủ. Nhưng chiến tăng lại chuyên trách chiến đấu. Thường thường đều là người có linh căn tu vi cực kỳ xuất chúng mới có thể đảm nhiệm. Có lẽ là tu tập công pháp chi cố hoặc là truyền thống chi cố nào đó. Tóm lại, mỗi một chiến tăng đều cực kỳ hiếu chiến. Đúng vậy, hắn hẳn là đại biểu của tầm mà điện kim cường tự. Đồng dạng với lồi hiện chất có lẽ không có 30 tuổi đâu. Lý Nhất Kiếm nói lời này, ngược lại có chút cảm khái. Hắn cũng là thiêu niên tuấn kiệt của thiên kiếm tông, thiên phú tài tình, không có gì không phải là tốt nhất. Nhưng dù vậy, được hắn đến 30 tuổi, cũng chỉ vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ. Trái lại hòa thượng kia và lôi động của âm sát tông này, một người là trúc cơ kỳ tầng 3 đỉnh phong, một người là tầng 2 đỉnh phong. Quả thần khiến hắn có chút thổn thức không thôi. Lôi động có chút kinh ngạc, tầm ma điện là cái thứ gì? Hơn nữa, Lý Nhất Kiếm vậy mà có thể điếc nhìn ra bản thân mình không quá 30 tuổi. Thật là có chút quỷ dị đấy. Bản thân của hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Thường thì tốc độ già yếu của tù luyện giả rất là chậm. Càng trở nên mạnh mẽ hơn thì càng chậm hơn. Lôi động tự nhận, coi như sau khi mình đạt đến 40 tuổi, thì bộ dáng không khác lắm so với bộ dáng thành xuân của tuổi 20 này. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Xin hỏi Lý Thúc Thúc, tâm ma điện kia là nơi thế nào? Ồ, lôi hiền chất, hẳn là đã ngoài 30 tuổi rồi hả? Người thực sự không phải là đại biểu của ẩm sát tổng chứ? Lý Nhất Kiếm cũng kinh nghi bất định nhìn lôi động. Phản bối quả thật chưa qua 30 tuổi, nhưng vì mấy năm gần đây đều tu luyện ở bên ngoài, cho nên không rõ ràng lắm. Lôi động cũng không cố động huyền hư, thành thật trả lời. Khó trách. Lý Nhất Kiếm hiểu ra, điện nói nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện. Trước tiên theo ta về tổng đường linh bình thiên đạo. Chỉ cần nghiệm chứng người không qua 30 tuổi, tu vị ít nhất là trúc cơ kỳ tầng 2, thì nên có tư cách tiến vào tầm ba điện một lần. Chỉ cần hiến chất ngươi có bản lĩnh, thì sẽ không thiếu chỗ tốt đâu. Có lẽ là vì xem trọng mặt mũi lão tổ, cũng có lẽ là vì tiềm lực bản thân lôi động rất lớn, cho nên làm người cũng cần kiêm tốn hữu lễ, đáng để đầu tư một phen, cũng không lấy bối phận bể trên khinh thường cũng không đề cập tới trình lệch tu vi nói chuyện với hắn rất là khách khí nó không chừng một ngày nào đó mình còn có việc cần cầu đến hắn đấy lôi động khẽ động trong đội tâm liền lộ ra thần sắc cảm kích đa tạ lý thúc thúc quan tâm phản bối luôn luôn khắc kỳ đại ân đại đức này trong tâm khảm lôi động biết tuy rằng lý nhất kiếm này rất khách khí với mình nhưng nó như thế nào thì đối phương cũng là một tu sĩ kiềm đan đối với tu sĩ kim đan bảo trì thái độ cung kính một chút thì không bao giờ là thừa cả. Thầy hắn không sinh ra kiều ngạo, bộ rằng tỏ vẻ biết ơn. Lý Nhất Kiếm lại cảm giác được vụ mua bán này có lợi thêm vài phần. Dùng địa vị của mình trong liên minh thiên đạo, chỉ cần thân phận và tư cách bản thân của gã hiền chất này không có vấn đề gì. Đưa hắn vào trong tầm bà điện thì cũng phí chút ít công phu mà thôi. Nhưng như thế, liệu có thể đạt được một phần chân tình của tân tú mà đạo còn có thể đạt được một phần nhân tình của vạn quỷ lão ma. Tự nhiên cực kỳ có lợi rồi. Đối với người thứ hai, thì so với người phía trước càng coi trọng thêm vài phần. Không cần nói hai lời, Lý Nhất Kiếm xuất động bạch sắc kiếm quang, trực tiếp dẫn lôi động bay qua trường thành, mà toàn thân lôi động cũng có ủ mình quỷ khí bao bọc, chăm chú đi theo sau đạo bạch sắc đột quang kia. Có Lý Nhất Kiếm dẫn đường, đại trận hộ thành thiên đạo thành tự nhiên sẽ không làm khó cho hắn bay lượn trên không thiên đạo thành lại có một tư vị khác biệt. Nhìn xuống có thể trông thấy đủ loại kiến trúc tràng trịt và hấp dẫn. Địa thế cao thấp bất đồng, mấy thác nước dựa vào núi giống như trút nước xuống, rơi xuống đầm, kích động lên từng đợt bọt nước. Tầm đó cũng có chút tiền khí lượn lở xung quanh, cây cối núi đá, bộ dáng lộ ra có chút như tiên cảnh nhân gian. Bay được một lát, hai người từ chân núi nhắm ngọn núi bên phải và đi. Cảnh vật không ngừng bay phút qua trước mắt, chỉ sau mấy chục hơi thở, hai người đã bay đến đỉnh một toàn núi cự đại. Trên đỉnh núi có rất nhiều cung điện màu xanh, trang trọng, hùng hậu, tọa lạc trên đó. Ở giữa là một quảng trường được lót bằng một khối đá màu trắng cực lớn. Hiện nhiên đây chính là tổng đường Liên minh Thiên Đạo. Đến nơi này, Lý Nhất Kiếm cũng không dẫn lối động bày nữa. Hai người liền hạ xuống cửa chính. Sau khi đăng ký thì làm mới một trước một sau đi vào trong. Xuyên qua mấy tòa cung điện lại qua một mảng trường, cuối cùng là mới đến một cung điện to lớn gọi là thiền đạo điện. Lôi động đi theo, vừa đi vào đã thấy cửa chính giữa cung điện, có một nam tử trung điện ủy thế bất phạm, ký vũ hiền ngang, mặc một bộ trường bào hắc bạch giao nhau, ngồi ngay ngắn ở đó. Lý Nhật Kiếm thảm kiến mình chỗ. Thần sắc của Lý Nhất Kiếm nghiên nghị, đi tới phía trước hành lễ. Tuy nói là liên minh thiền đạo, thuộc về liên minh nửa rời rạc, Ngày bình thường thì tất cả tông phái đều có quyền xử trí độc lập, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Mọi việc đều do vị minh chủ này bài trí rồi. Ở bên trong liên minh thiên đạo, tuy rằng minh chủ không phải là nhân vật lợi hại nhất, nhưng vẫn vô cùng có quyền uy. Nhất là lúc hắn phát ra thiên đạo lệnh, thì bất luận kẻ nào trong liên minh thiên đạo đều không được trái lệnh triệu tập của hắn. Minh chủ này xuất thân từ huyện cơ đạo, là một thế lực bên trong liên minh thiên đạo, tên là Thường Lan Tự thành thế người này có phần thịnh. Sau khi lôi động cái nhìn qua, thì nhanh chóng quay về hướng khác, không dám nhìn nhiều hơn nữa. Nhưng lúc cúi đầu xuống, đồng thời thoáng nhìn qua hai hàng ghế bày đặt chính giữa thiên đạo điện. Trên đó là những người trẻ tuổi, ăn mặc không đồng nhất, quần áo và trang sức cũng là khác nhau. Nhật kiếm không cần đá lễ với ta, người tới đúng lúc lắm, vừa vẹn bổn tỏa có việc tìm người. Trên mặt mình chủ liên minh thiên đạo thương đàn tử, lộ ra vẻ vui vẻ, lại nhìn qua lôi động nói. Trên người vị thiếu niên tuấn kiệt này lại tán ra huyền âm trần khí tinh thần đồng đậm. Hả? Nhưng u minh quỷ khí cũng bắt đầu khởi động. Chẳng lẽ là đại biểu cho âm sát tông lần này sao? Vạn bối là lôi động đầy từ âm sát tông, bài kiến minh chủ. nguyên minh chủ sớm ngại vinh quang, tiến nhập nguyên anh bất diệt, trường kỳ muôn đời. Lôi động cùng kính hành lễ, sang mặt nghiêm nghị không thôi tuy rằng hắn không nhìn ra tu sĩ kim đan kỳ cao thấp như thế nào nhưng từ lực áp bách của đối phương thì có thể phán đoán thực lực vị minh chủ này vượt xa lý nhất kiếm trước mặt nhân vật bậc này hắn tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan tốt tốt lắm tôi còn trẻ mà tu vi không tầm thường người sớm muộn gì cũng có một nơi cắm rùi trong thiên hạ này thôi thương lan tử không nặng không nhẹ suy nghĩ thoáng bột phát sau đó lại lộ ra vẻ mặt ôn hòa rồi nói ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Đa tạm mình chủ ban ngồi. Sau khi tạ ơn, lôi động mới chậm rãi tiến vào chính điện. Không đề cập tới Lý Nhất Kiếm ở bên cạnh, đang sột sột xoạt xoạt truyền âm với thường lan tử. Bên này, lôi động cũng cảm chút ít phiền toái. Từ chủ đề Lý Nhất Kiếm nói lúc trước, lôi động có thể mơ hồ nghe ra. Coi như là người nổi bật, đã được trúc cơ tầng 2, lại không quá 30 tuổi, đều sẽ đi tới đây. Mà trên hai hàng ghế trong tránh điện đã có bốn người trẻ tuổi đang ngồi. Lúc lôi động tiến đến, ánh mắt bọn hắn vẫn thủy chung, không nhìn thấy hắn. Bốn người này phân ra hai bên, mỗi bên hai người. Người thứ nhất, trên tay trái lôi động. Trong ấn tượng của lôi động, thì cách ăn mặc của hắn giống như thư sinh công tử vào kinh dự thi. Bộ quần áo hai màu trắng đen giao nhau, tư thế ngồi rất tùy tâm thoải mái. Trong tay cầm một cái quạt xếp, khẽ khẽ lay động, lộ ra có chút anh Tuấn tiểu giái, khí độ thật bất phàm, chuyện ấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Mặc dù là đối mặt với đệ tử âm sát tông như đổi động, hắn cũng không có ác ý, ngược lại mở miệng cười, cái gật đầu chào một cái, xem như là bắt chuyện. Bất quá dù là như vậy, cũng không có cách nào che giấu phần tự ngạo, nồng đậm từ chỗ sâu nhất trong mắt hắn. Tu vi của hắn cực kỳ cao, khoảng chừng trúc cơ kỳ tầng thứ bốn. Quả thật đủ để hắn tự ngạo rồi. Mặc dù không cần người ta giới thiệu, lôi động cũng có thể đại khái đoán ra thân phận của người này. Kẻ này có lẽ là xuất thân từ tiêu giao phái, một trong bát đại đỉnh cấp tông phái trong thiên hạ. Cách đó không xa, bên cạnh hắn là một thành điền khí chất cũng bất phạm. Kẻ này may kiếm, lãng mục, ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Hắn phận một bộ áo trắng, trên hai đầu gối đặt một thanh kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, đồng dạng cũng không che giấu được ngạo khí nồng đậm trên người của hắn hiển nhiên tên này là đệ tử kiệt xuất giải cứu bất lì thần, ngạo khí trường tồn lang rồi tù vị của hắn là trúc cơ kỳ tầng 3, quả nhiên rất bất phàm còn bên phía tay phải người thứ nhất là một nam tử trẻ tuổi thể trạng cao lớn mặc một bộ chiến giáp màu đỏ sậm trong ánh mắt của hắn mơ hồ có ánh lửa không ngừng bập bùng thần thái lãnh khốc dị thường bộ dáng phảng phất như dưới gầm trời này tất cả mọi người đều thiếu nợ tiền của hắn khỏi gần nói cũng biết đây là đệ tử của tổng phái có quan hệ huynh đệ với âm sát tông danh xưng là ma ngục tông nhưng ánh mắt của hắn nhìn lôi động chưa nói tới hảo hữu ngược lại còn mơ hồ có chút khinh thường hiển nhiên là thực lực trúc cơ kỳ tầng hai đỉnh phong của lôi động khiến cho hắn có chút xem thường tu vi của hắn cũng tương đương với đệ tử tiêu giao phái kia đều là trúc cơ kỳ tầng bốn hắn đã khinh thường mình thì lôi động cũng tự nhiên không tỏ vẻ nhân tình gì Tất cả mọi người đều là đệ tử của một trong tám tổng phái lớn. Cần gì phải nể mặt mũi hắn cơ chứ? Ngồi cạnh hắn lại là một nữ tử trẻ tuổi, mặc quần áo cười cảm, toát ra vẻ yêu mị. Ánh mắt nàng ta nhìn lôi động có chút câu hồn phách, đoạt tâm trí của người khác. Nếu đổi lại là một tên già hỏa, ý chí không đủ kiên định, thì chỉ sợ đã mất bình tĩnh rồi. Nhưng tiếc là, trí lực của lôi động lại không tầm thường chút nào. Sau lần bị câu hồn đại pháp của xá nữ diễm mà kia hùng hằng giày vòng một trận. Tuy rằng ăn không ít đau khổ, nhưng ít ra thì thực lực chống cự mị lực của hắn đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Nữ từ âm dương hợp hoan tông kia, thấy mình đã hạ bị thuật mà tiểu tử âm sát tông kia lại không có chút phản ứng nào. Trong ánh mắt, ngược lại có chút lạnh lạnh mà không nói nên lời. Ý niệm kinh thị trong nội tâm không khỏi bị đả kích một phen, cười khanh cách rồi nói lôi sư huynh âm sát tông còn lo lắng cái gì đến đây ngồi bên tiểu bội đi bốn người ở nơi này phân thành hai nhóm đối diện phân biệt hắc mạch, chính tả rõ ràng lôi động xuất thân từ âm sát tông là một trong tám môn phái lớn đỉnh cấp trong thiên hạ cự kình ma đạo nếu như chuyện hắn chạy tới ngồi cùng với chính phái bị truyền ra trong thông phái thì sẽ bị không ít người chê cười nhạo báng ngay cả sư tôn cũng sẽ bị lột da mình ra huống chi coi như hắn nguyện ý ngồi cùng thì chưa chắc hai người chính phái kia đã đồng ý. nhưng hắn lại không hề có chút hào cảm. với ánh mắt khinh thường của tên tiểu tử mang gục tông ma tông tà đạo bên này, ngồi bên cạnh hắn cũng không thích hợp chút nào. Thầy đứa tử âm dương hợp hoàn tâm kia mở miệng mời. tuy lưu động không có thiện cảm với nàng ta, nhưng ác cảm cũng không quá lớn. liền mượn cơ hội này để đánh rắn dập đầu. mặt của hắn lộ vẻ mỉm cười nhẹ nhàng chắp tay nói, vậy thì cảm ơn sư muội rồi. Đang lúc nói chuyện, hắn liền bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Mùi hắn hửi được một mùi thơm thanh tạm, ngược lại coi như là cũng không có nghe. Trong nội tâm cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích. Bản thân của âm dương hợp hoan tông đã là như thế rồi. Gia nhập tông phái này cũng không phải chính cô ta định đoạt. Ở niên kỳ này mà có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tầng 3, coi như là cực kỳ có bản lĩnh. Nếu chỉ dựa vào tư chất mà không có nghị lực cùng với trả giá lớn, thì tuyệt đối không thể làm được. Bất luận chính tả, mọi người thấy lôi động làm như thế đều không khỏi có chút khinh thường. Trong nội tâm càng xem nhà hắn thêm vài phần, nhất là nam tử áo trắng, làng già sơn kia, càng không có chút khách khí, lộ ra thần sắc khinh thường với lôi động. Người không thể nhịn được sắc đẹp hấp dẫn như thế, thì làm sao có thể so sánh ngồi cùng với những nhân vật trẻ tuổi nổi bật trong tông phái như bọn hắn chứ? lôi động ngược lại không quan tâm bọn hắn nghĩ về mình như thế nào, ngược lại hy vọng bọn hắn càng thêm xem nhà mình hơn, càng kinh thị càng tốt, ngàn vạn lần không nên xem trọng mình. Lúc này hắn mở miệng hàn huyên với nữ tử âm dương hợp hoàn tông rảnh rỗi kia, không qua hai câu đã biết tên của nàng là thích Phỉ phỉ, đã hai mươi chín cái xuân xanh, cũng không phải đã lôi động có hứng thú gì với loại nữ nhân này, chỉ là tuy không hiểu rõ nhiều lắm, nhưng thực sự có thể đoán ra đại khái cái gọi là tâm ma điện kia nếu nguyên một đám từng người tiến vào thì không nói làm gì nhưng nếu nhiều người cùng tiến vào như vậy thì sẽ có tránh khỏi xem mình không vừa mắt vì vậy lôi kéo làm quen với đứa tử này làm minh hữu cũng tốt thêm một minh hữu thì liền thêm một phần an toàn cho mình nhìn bộ dáng kia của lôi động vẻ xem thường của mọi người càng đậm tên đệ tử thư sinh của tiểu gia phái kia cao mày nói lệ huynh nghe nói âm sát tông có một đôi nữ tử là âm sát cái gì đó nhỉ có thể nói là hai người là thiên tài trăm năm khó gặp của âm sát tông vì sao lần này không tới chứ ngụ ý của hắn là vì sao âm sát tông không phái những người như vậy ra mà lại phái cái tên tầm thường vô dụng như lôi động này vương huy người hỏi nhầm người rồi nam tử mang ngục tông nói với vẻ lãnh khốc dị thường có người âm sát tông ở chỗ này xong ngươi không đi hỏi hắn đi đã thư sinh tên Phương Huy kia có lẽ cũng đã tu được công pháp tiêu giao, hàm dưỡng rất tốt, nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi nói. Thông qua người bên ngoài mà tìm hiểu thì có chút rõ ràng hơn. Nếu hỏi người nhà của bọn họ thì khó tránh khỏi có chút bất công. Theo ta thấy, âm sát song anh gì đấy đều là từ âm sát tông thổi phồng lên mà thôi. Năm từ trẻ tuổi của Lăng Gia Sơn hư lạnh, khinh thường nói. Chỉ là hai đứa tử thì có chỗ nào lợi hại cơ chứ? Đồng lại, lời của ngươi sai rồi, ngươi đừng quên Đạm Đài Thiên Âm Cung đấy." Vương Huy khẽ phẩy phẩy cái quạt xếp, nói một câu rồi cười lên ha hả Vừa nhắc tới Đạm Đài Thiên Âm Cung, sắc mặt của nam tử trẻ tuổi vận áo trắng kia liền lập tức trở nên khó chịu, có chút xấu hổ, lại có chút không phục. Lôi Đồng nhìn thấy thế cũng chỉ thở ơ lạnh nhạt, thoáng cái liền biết rất rõ, nhận định tiểu tử này đã lỗ vốn không ít trong thành thứ tử Đạm Đài Thiên Âm Cung kia. Chuyện ấy chắc chắn là đúng rồi. Trong nội tâm chẳng những không xem thường tiểu tử áo trắng này, ngược lại, càng bắt đầu cảnh giác với đứa tử họ đạo đài kia. Thiền âm cung, chẳng những khác biệt một chính một tả với âm sát tâm, mà song phương còn có rất nhiều hiểm khích. Tên tiểu tử áo trắng đồng lai kia, có lẽ cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhưng có thể khiến hắn ngậm bồ hòn như vậy, thì có thể không lợi hại được sao? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại dù các công phái đỉnh cấp trong thiên hạ liên kết lại, tạo thành trận doanh đồng nhất, thì vẫn ngẫu nhiên có hiểm khích với nhau. Cũng không phải ai cũng kết hảo hữu với nhau cả. Hai trận doanh lớn tầm đó cũng không có hảo hảo ở Trung Hoa. Nhưng hiện tại cũng không có tranh đấu gì quá lớn. Chỉ có tranh đấu nhỏ thì coi như là thiên đại bình yên rồi. Tựa như là âm sát tông cùng với tứ đại đỉnh cực chính phái thì không có nhà nào là không có cửu hận. Nếu không, thì một kim đan của cái gọi là nhạc tinh lâu làng gia sơn kia cũng không có khả năng báo thủ vô vọng tìm chết tại lễ mừng thiên ma như vậy quả thân không thể nghĩ ra thấy lôi động tựa hồ như không hề biết tên người ở trước mặt thích vị phỉ, phỉ liền hảo tâm truyền âm giới thiệu cho hắn một phen tên thư sinh tiêu giao phái kia khí độ bất phàm tên là vương huy chính là tử tôn hậu duệ của một lão tổ nguyên anh tiêu giao phái bởi vì từ nhỏ tư chất vốn không tầm thường cho nên được lão tổ tông Nguyên Anh kia bồi dưỡng như là bảo bối trong lòng. Không cần nói cũng biết, địch chính là muốn hắn kế thừa y bát của mình. Xuất thần như thế, tự nhiên nhìn thấy loại tư chất bình thường như lôi động, tất nhiên là hắn không thích rồi. Mà nam tử trẻ tuổi áo trắng kia, tên là Mỹ Đông Lai, xuất thần không có gì đáng chú ý, xa xa không hiền hách bằng gã phương huy kia. Chỉ là một đệ tử gia tộc tu tiên bình thường, dưới làng gia sơn thôi. Nhưng bởi vì tư chất thật sự quá tốt, cho nên gia tộc tu tiên kia sợ chậm trễ đến tiền đồ của hắn. Từ nhỏ đã đưa hắn đến làng Gia Sơn, Bái nhập làm hôn hạ của một gã trưởng lão kim đàn hậu kỳ. Khổ tâm tu luyện đến nay, chính là đệ tử cao cấp nhất trong thế hệ đồng lứa tại làng Gia Sơn. Mà nam tử tóc đỏ mang cục tông bên này, tên là Lệ Hồn Thiên, là một gã có tính tình cực kỳ cổ quái. Nghe nói trước kia, hắn xuất thân từ thiên âm cung, nhưng từ trước đến nay, thiên âm cung chỉ lấy nữ đệ tử đối với người thuộc thế lực dưới trướng xuất thân từ linh căn nam tính như hắn, thường thường đều trao đổi với kim cương tự, bởi vì kim cương tự là nơi chỉ nhận nam đệ tử. Nhưng mà lúc ấy hắn lại không muốn bái nhập kim cương tự, tôi con nhỏ mà đã thừa lúc ban đêm chạy trốn. Mặc dù chỉ là lần đầu hắn phạm sai lầm, nhưng sau khi bỏ chạy thì chỉ sợ không thể hy vọng được tông phái tu tiên nào đó thù nhận nữa thôi. Nào có thể đoán được hắn tựa hồ trời sinh có duyên với mang ngục tông cơ duyên xảo hợp như thế nào mà lại gặp phải một gã trưởng lão kim đan mang ngục tông mang hắn về mang ngục tông không đến hai năm hắn liền bộc lộ tài năng trong đám bạn đồng trang lứa mang ngục tông sợ tiểu tử này là người thiên âm cung nằm vùng thuận đường đưa toàn bộ người nhà của hắn vào trong mang ngục tông bật quá lôi động xem ra khả năng nằm vùng của tên này là cực kỳ thấp chắc hẳn mang ngục tông cũng không muốn như vậy dù sao thì một gã có tư chất cực kỳ tốt như hắn là cực kỳ hiếm thấy. Nếu thực sự là nằm vùng thì chẳng phải là phí một thần tài năng hay sao. Như thế thì không chỉ kim cương tự mất đi một lương tài, mà mang cục tông cũng vô duyên vô cớ mất đi một đồ đệ cực kỳ có tiềm lực. Khiến kim cương tự phiền muộn nhất chính là nữ tử gọi là đạm đài băng vân kia lại xuất thân từ một thế lực trong phạm vi kim cương tự. Đứa nhân này tự hồ đặc biệt ưa thích bát quái, hoặc là nàng đặc biệt lưu ý tình báo cho nên đều nghiên cứu tình tưởng lai lịch của mỗi người đương nhiên giới hạn chính là cao thủ đứng đầu đồng nhất với nàng đối với lôi động thì nàng chỉ nghe nói qua đại khái cái tên này cụ thể không có gì ấn tượng cả nhân loại là như thế có rất ít người chú ý đến thứ mình dẫm nát dưới chân hoặc là ánh mắt hướng về phía trước hoặc là nhìn lên trên mà lý nhất kiếm bên kia phẳng phất đã truyền âm nói chuyện xong với mình chủ hai người nhao nhau xem xét lôi động thần niệm lôi động tăng lên thậm chí có cảm giác xem xét không khỏi quay đầu về hướng bọn hắn khẽ cẩn đầu một cái hành động của hắn kiên lý nhất kiếm và minh chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau thật không ngờ thần niệm của tiểu tử này lại nhạy cảm đến như vậy tâm tư của minh chủ vốn không nguyện ý để lôi động tiến vào thoáng cái đã buồng lỏng rất nhiều trầm ngưng một lát sau đó khẽ cẩn đầu mọi người đợi không bao lâu bên ngoài đã có một người tiến vào là một tu sĩ trúc cực kỳ lại đến ánh mắt của mọi người kể cả lôi động đều như có như không nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một tòa thượng trẻ tuổi, cao lớn, cường tráng tiến vào. Quả nhiên là tiểu hòa thượng này. Con mắt của lôi động có chút nhíu lại, cười lạnh trong nội tâm. Hòa thượng đến nơi này cũng không dám ném thể diện của kim cương tự đi. Dựa theo lễ tiết quỳ cổ vạn bối, cuối tấp đầu vẫn an bình chủ điền bình thiên đạo thường lan tử. Trên thực tế, trước tiên không nói tới thần phận thường lan tử, hiện giờ tu vi của hắn là kim đan trung kỳ, đủ để bất kỳ kẻ nào ở đây đều sinh ra vẻ kính sợ trong nội tâm. xuất thần tốt là một chuyện, nhưng thay đổi đối với cường giả thì lại là một chuyện khác. bất kỳ một người nào tu luyện tới kim đan đại đạo mà nói, chỉ dựa vào thiên phú thì hoàn toàn không đáng tin cậy, không có nghị lực hơn người, không liều mạng cố gắng, không tiếc trả giá thì tuyệt đối không có khả năng tiến xa như vậy. sau khi thực hiện hết lễ tiết hòa thượng nhìn lướt qua những người đang ngồi ở đây lúc ánh mắt quét tới người lôi động thì cười lạnh nói thằng nhãi con âm sát tông thực lực đúng là không tệ Con lừa trọc kim cương tự thực lực cũng không tệ đấy lôi động như thế nào chịu yếu thế không chút khách khí đáp lễ một câu hòa thượng kia lại hừ một tiếng cả giận nhưng hắn cũng không dám phát tác ở chỗ này ngược lại vương huy kia có chút kỳ lạ liếc nhìn lôi động Bờ môi của hắn khẽ nhúc nhích hiển nhiên là muốn hỏi hòa thượng chuyện gì xảy ra. Lúc này thanh âm của thích Vĩ phỉ, phỉ lại truyền đến bên tai của lôi động. Hòa thượng kia tên là giới khứu, lôi sư huynh có xung đột với hắn sao? Chỉ là tùy tiện động tay động chân mà thôi, không có gì đâu. Lôi động thuận miệng trả lời một câu, lại cười lạnh nói, giới khứu à, gọi là giới sần thì đúng hơn. Thích Vĩ phỉ, phỉ có chút cảnh giác nhìn thoáng qua giới khứu, truyền âm nói, lôi sư huynh phải cẩn thận, Hòa thượng kia vốn là giới dân, nhưng vì từ nhỏ đã cực kỳ hiếu chiến, dạy mãi vẫn không sửa, nên mới đổi lại là như vậy. Người bị hắn cuốn lấy thì có chút phiền phức rồi, như vậy không ổn đâu. Lông mày lôi động khẽ động, vừa mới nói thêm thì ở cửa ra vào lại có người tiến đến, mà lần này lại có hai người tiến đến. Lần này là do một gã trưởng lão kim đan tự mình đưa tới. Lão nhân kia đi tới cửa, lập tức tuyên bố. bẩm minh chủ, đạm đại băng phân, thiên âm cung và ô bằng tu la thiên đã đến rồi ánh mắt của mọi người tìm hướng về cửa ra vào lôi động nhất thời cũng cảm thấy hiếu kỳ chỉ thấy ở cửa có hai người trước sau đi vào người đi phía trước là một nam tử vóc người không cao nhưng toàn thân là trần đầy vị đạo huyết tình đồng đậm mái tóc dài rối tung hướng về phía sau ánh mắt lợi hại mà hung tàn trên mặt có vài vết sẹo dữ tợn khiến cho hắn giống như là người trở về từ tu la luyện ngục hắn mặc một bộ áo giáp da đen nhánh còn mang theo một kiện thông khí rất phong cách, lộ ra khí thế thật phi phạm. Kẻ này hiển nhiên là đệ tử của một trong bát đại đỉnh cấp tông phái ô bằng Tu La Thiên rồi. Quả nhiên, thấy hắn quỷ xuống, nói với âm vàng hữu lực, ô bằng Tu La Thiên tham kiến mình chủ. Đà lễ, đà lễ. Minh chủ thiên đạo mình thường làn tử, phảng phất cười rất vui vẻ, nói tiếp, đứng lên đi. Tạ minh chủ. Ô bằng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn lên, đồng dạng như lôi động lúc mới tiến vào. Ánh mắt tỉnh táo của hắn bắt đầu đánh giá tất cả mọi người. Phía sau hắn là một nữ tử chậm rãi đi tới. Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy dài bầu trắng không quá cầu kỳ. Nàng mang khăn che mặt, cho nên không nhìn thấy rõ mặt của nàng. Mà khăn che mặt cũng hơi buồn lòng, chỗ hai con người trong suốt như ngọc của nàng, cho nên có thể trông thấy da thịt trắng nõn như là thuyết, cùng với hàng lông bi dài của nàng. Trong lúc nàng chậm rãi đi tới, phảng phất như có một đoàn khói loãng bay tới, nhẹ nhàng mà linh động. Tuy rằng nàng không ăn vận cầu kỳ đẹp mắt, nhưng quanh thân nàng lại phảng phất như có một loại thanh tú chi khí, tiền linh không thể nói rõ. Còn như là nàng đứng trong đám đông, ngàn vạn người thì cũng có thể dễ dàng nhận ra được nàng. Nhưng sau đó, nội tâm của lôi động lại đột nhiên siết chặt một hồi. Lục hắn nhìn tu vi của nữ tử này lại chỉ thấy một mảnh mông lung, không thể nhìn rõ được nàng. Loại tình huống này chỉ xảy ra khi đối phương là người có tu vi cao hơn mình, ít nhất là ngoài hai cấp độ. Chẳng đã nàng lẫn trúc cơ kỳ tầng 5 rồi sao? Lúc nàng ta đi vào, sắc mặt mọi người tại tràng đều khác nhau. Còn mắt của Vương Huy, tiểu giáo phái nhịn không được sáng hẳn lên, không nhịn được lay động kết quả xếp của mình. Ngóng nhìn nàng thật sâu, mà cơ bắp trên mặt của Mỹ Đông Lai, làng già sơn, thì lại run rẩy hai cái. Ánh mắt có chút hổ thẹn không cam lòng tay cầm kiếm của hắn hơi có chút run rẩy xem ra đạm đại băng phân đã lưu lại một vết thương sâu trong lòng của hắn hai mắt của hòa thượng kim cương tự cũng sáng rực lên nhưng không giống với vương huy bên trong hào quang từ ánh mắt hắn lại toát ra vẻ hưng phấn cuồng nhiệt tuy rằng hắn đã kiệt lực khống chế nhưng vẫn như cũ không ai nào che giấu được chiến ý nồng đậm trên người của hắn mà đồng tử của lệ hồn thiên mang ngục tông thì lại có chút lại thời gian dần dần biểu lộ trở nên cưng trọng như trước. Hiển nhiên là đàm đài băng phân đã mang lại áp lực rất lớn cho hắn. Mà hợp hoan tông tích phỉ phỉ lại nhích bờ môi của mình lên, biểu hiện phẳng phất như có chút ít khinh thường, nhưng vẫn không giấu được vẻ kiêng kỵ thật sâu đối với nàng kia. Đạm đài băng vân, thiên âm cùng, bái kiến mình trụ. Đạm đài băng vân nhìn không chớp mắt, như một tiểu tức phụ già giáo nghiêm minh, rồi ánh mắt có chút buông lỏng, chậm chậm tiến lên, dịu dàng cúi đầu, bằng vần chưa đà lễ. Thường Lan Tử cười ha hả miễn lễ cho nàng ta, khi hắn nhìn thấy đạm đài băng phân, cũng lộ vẻ chấn động. Vương Huy tiêu giao phái, cùng với lệ hồn thiên mang ngục tông, tuổi còn nhỏ mà đã là trúc cơ kỳ tầng 4, đã khiến cho hắn cảm thấy hiếm thấy rồi. Dù là bản thân, lúc tại thiên kỳ này cũng không thể bằng bọn hắn. Không nghĩ đến, thực lực của đạm đài băng phân này lại hơn bọn hắn một bậc. Phần thiên tư này cũng khiến cho thường Lan tử không dám bày ra cái giá đỡ quá lớn. Dù sao thì tiềm lực phát triển của nữ tử này cũng thật là lớn. Khiến thường đàn tử hắn có chút cảm khái. Hiện tại, đám tiểu bối này quả thật vô cùng lợi hại. Sau khi đạm đại băng vân hành lễ xong, liền khẽ đi đến ghế đầu tiên tại hàng ghế chính đạo, im im lặng lặng ngồi xuống. Nếu không phải cảm nhận được cũng nguy hiểm nồng đậm và tu vi thâm bất khả trắc của nàng, thì lô đậm còn cho rằng nàng là một tiểu bội hiền lành khả ái nhà bên. Phảng phất như cảm nhận được lôi động đang quan sát, đạm đại băng vân chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng liếc nhìn lôi động, nhưng chẳng biết tại sao đôi mi thanh tú của nàng lại có chút tịch mịch. Nàng buông thõng hai con ngươi nhìn thẳng lôi động chậm rãi nói ra là âm sát tông sao? Lôi động chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh như băng đánh thẳng về phía mình khiến cho hắn cảm giác như bị một loài động vật ăn thịt nguy hiểm cực độ nhìn thẳng về phía mình, ngay cả lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Nhưng thứ nhất, tinh thần của hắn vốn cứng cỏi, thứ hai là cũng không thể để âm sát thông mất thể diện tại tràng diện tám đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của tám môn phái lớn gặp nhau như thế này. Tuy rằng cực kỳ cảnh giác trong nội tâm, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có gì. Nhìn thẳng vào nàng trầm giọng nói, đúng vậy, có gì chỉ giáo. Vì sao, đình nguyện ngôn quý tông không tới, vừa nói tới đinh uyển ngôn vẻ điềm đạm nho nhã trong mắt đạm đại băng vân liền thu lại sau đó liền đột nhiên bộc phát ra chiến ý mãnh liệt phẳng phất nhiên là đang chất vấn vì sao âm sát tông phải hắn tới mà không phải là đinh uyển ngôn lôi động nghe được ba chữ kia thân hình cũng chấn động im im lặng lặng nhìn nàng hồi lâu sau mới tốt ra mấy chữ người biết sư tỷ của lôi mỗ sao đúng vậy hơn hai năm trước đã giao thủ mấy lần Ánh mắt của đạm đài băng vân đã dần dần bình tĩnh lại, nhưng lại có chút khó có thể che giấu nỗi thất vọng và cô đơn. Vốn tưởng rằng lần này có thể cùng phân thắng bại với nàng. Đạm đài băng vân vừa mới nói ra lời này, liền khiến tất cả mọi người ở đây hoảng sợ. đinh Nguyễn Ngôn kia quả thật lợi hại như vậy sao? So với băng vân đều không chút thua kém mà. Ánh mắt của nguyên một đám đều nhìn về phía lôi động, một ngày hắn giải thích đến tột cùng là như thế nào. Băng vân nói, đinh Nguyễn Ngôn một trong âm sát song anh sao? Mình chủ thiên đạo minh thường làn tử lại giải vây cho lưu động, nói tiếp. Thiền tư của nàng ta quả thật là vi phạm, thực lực lại cường đại, nhưng bởi vì nhập tông muộn nên đã hơi xa tiêu chuẩn rồi. Về phần lôi động cũng không phải là đại biểu của âm sát tông lần này, mà là đại biểu do thiên đạo minh chúng ta thuê. Về phần đại biểu âm sát tông lại hoàn toàn là một người khác. Đại biểu do thiên đạo minh thuê sao? Như vậy là như thế nào chứ? Lôi động có chút không rõ ràng lắm đối với lời này của thường làn tử. Nhưng không chờ hắn nghi hoặc, Lý Nhất Kiếm đã truyền âm cho hắn. Thành lôi hiền chất chớ vội lên tiếng. Mỗi một trăm năm, tầm ma điện sẽ mở trong một lần. Nhưng mỗi lần không thể có quá mười người tiến vào. Hơn nữa, tu vi phải vượt qua trúc cơ kỳ tầng một. Tuổi không thể quá ba mươi. Mà thượng cổ di tích tầm ma điện này lại nằm trong phạm vi thế lực tiền đạo minh. Một minh chủ vốn hoàn toàn có thể độc hưởng. Nhưng thứ nhất là bên trong liên minh không có tuổi trẻ tuấn kiệt giống như các người ở đây thứ hai là nếu có thể tiến vào một chuyến nhưng bên trong lại có nhiều chỗ tốt như vậy cho nên bác đại đỉnh cấp tông phái không có khả năng trơ mắt ếch nhìn bốn minh chủ độc hưởng bởi vậy sau vài trắc trở bốn minh chủ liền cho mỗi một trong tám tông phái một chỗ riêng bốn minh chủ thì là hai chỗ nếu huyền chất muốn đi chỉ bằng vận dụng chỗ của bốn minh chủ mà đi lôi động nghe xong thì đã có chút rõ ràng tâm ma điện này thật sự không phải không tuyển cười qua mà mười tuổi, mà chỉ cần là thanh niên có thực lực phi phạm thì liền có thể tiến vào. Mà chỗ tiến vào thì thật sự hạn chế. Thiên đạo mình đã giữ lấy cho mình hai chỗ trống. Điều kiện tiên quyết là tìm không ra tuấn kiệt trẻ tuổi thứ hai trong thiên đạo minh. Nếu không cho mình thì cũng lãng phí. Dứt khoát bán một cái nhân tình, thuận tiện chiếm thêm một chỗ tốt. Lý thúc thúc, vừa rồi chất nhi ngồi xuống đã suy nghĩ lại thoáng một chút chân nhìn nhập tông lúc 13 tuổi, đến nay dường như cũng đã hơn 78 năm rồi. Nếu tính toán chính xác, thì đã hơi qua 30 rồi đấy. Bật quá, sau khi sinh con, thì người ở quê lại tăng thêm tuổi như cậu may mắn, sẽ tự động tăng thêm 1-2 tuổi. Nếu tính theo tuổi mụ, thì chất nhi thực đã qua 30 rồi. Nhưng nếu như tính chính xác, thì lôi mỗ lại vừa vặn 30. Lôi động truyền âm trở lại. Đi nhất kiếm lập tức hồi âm. Không sao, Kỳ thật cho dù người có 31 tuổi thì vấn đề cũng không lớn. Tuy không biết cấm chế đo lường số tuổi của người vào cửa tầm mà điện hoạt động theo nguyên lý nào, nhưng dựa theo lịch đại kinh nghiệm của bổn môn, thì cho dù quá nửa năm hay một năm thì vấn đề cũng không lớn. Đoán chừng là người kiến tạo đã sắp xếp một chút để tránh phán đoán sai lầm. Lôi động thở dài một hơi, kiềm cung hồi âm. Lý thúc thúc, không biết chất nhi cần phải làm gì sau khi đi vào đó trong tầm bà điện có 108 tòa nhà hình tháp. Mỗi một tòa đều do một huyễn thú trúc cơ kỳ trấn thủ. Chỉ có giết chết huyễn thú kia mới có thể thu hoạch được một tẩy tầm quả cất giấu trong lầu. Nhưng trong 108 tòa lầu thì chỉ có 10 tòa lầu xuất hiện tẩy tầm quả. Nhiệm vụ của ngươi là đại biểu cho bổn minh đạt được một tẩy tầm quả. Đi nhất kiếm giống như có chút bất đắc dĩ, thở dài nói. Đại biểu bổn minh chỉ vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ tầng 2 mà thôi. So với đệ tử bát đại thông phái thì còn kém hai bậc. Lôi đồng cẩn thận suy nghĩ một hồi, kiên định hồi âm. Tốt, thúc thúc, đưa địa đồ tầm mà điện cho chất nhi đi. Không có tác dụng đâu. Lịch đại đệ tử đi ra đều dựa vào trí nhớ vẽ ra địa đồ. Nhưng mỗi lần đi vào thì tất cả các khu kiến trúc, phòng cảnh, thậm chí là cả huyễn thú trấn thủ của tầm mà điện đều hoàn toàn thay đổi mà. Lý Nhất Kiếm lập tức hội âm nói: Sau khi đi vào tâm ma điện thì chỉ có thể dựa vào bản thân để mà đạt được bảo vật thôi. Thắng lợi trở về là tốt. Trong tâm ma điện không chỉ có mỗi tẩy tâm quả. Nếu vận khí đủ tốt thì có thể vơ phép được một ít tiền tài địa bảo giá trị còn trên cả tẩy tâm quả nữa. Những vật này bổn minh không tranh giành với ngươi. Ngươi chỉ cần cam đoan để từ bổn minh phải được ưu tiên có một quả là được. Lôi động trầm mặc không nói gì mà lý nhất kiếm thấy lôi động căn bản không biết chút gì về tâm bà điện nên đã truyền âm mấy tin tức mình biết cho hắn nhất là tác dụng của tẩy tâm quả càng giới thiệu tường tận một lần tẩy tâm quả là vật mà chỉ trong tâm bà điện mới có là lịch chính thức không ai biết cả nhưng tác dụng của nó lại khiến lôi động cực kỳ động tâm vật ấy có hai loại công hiệu một là tẩy tâm trên thực tế chính là tẩy rửa thần hồn tẩy đi đủ loại tạp chất trong thần hồn sẽ khiến cho thần hồn càng thêm cường tráng không dễ bị thương cùng lúc đó còn biến tướng tăng cường cường độ thần điểm của mình nữa thứ hai là có tỷ lệ chín thành có thể khiến tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ đột phá bình cảnh hoặc có năm thành tỷ lệ khiến tu sĩ trùng kỳ đột phá bình cảnh ước chừng có tỷ lệ hai ba thành kiến trúc cơ kỳ hậu kỳ đột phá bình cảnh tăng cường thần hồn đột phá bình cảnh thật sự là thứ mà lôi động cần có nhất lúc này nhưng vật ấy cũng không phải không có hạn chế. Sau khi phục dụng, tân phải lập tức bế quan ngồi xuống, rèn luyện thần hồn, thậm chí là đột phá bình cảnh. Thứ hai, vật ấy mỗi người chỉ được dùng một quả, nhiều thêm chẳng những vô ích mà còn khiến thần hồn tổn thương nữa. Lôi động bờ hồ cảm giác được, lần này sư tỷ không nhất định có cơ hội tới. Nếu nàng thật sự không tới, mình nhất định phải giúp nàng tranh thủ một quả. Nghĩ đến đây, trong mắt của lôi động thoáng lộ dùng quang ưu tiên đệ tử thiên đạo mình bột quả mình bột quả sự tìm bột quả gánh nặng như thế bây giờ lôi động thấy ai cũng không thể thuận mắt được cái gì mà vương huy tiểu rào đạo hay là lệ hồn thiên của mang cục tông lôi động hận không thể tiến trạng sớm đánh chết từng tên một bớt chút đối thủ tranh giành đương nhiên lôi động cũng không phải đổ ngốc biết rõ mọi người ở đây đạo đại băng vân tốt nhất không nên gây vào kế tiếp là vương huy và lệ hồn thiên kia hòa thượng dưới sân kia đã là giao thủ rồi Tình hắn nóng như lửa, cũng không dễ chơi. Ba tên còn lại, theo thứ tự là Mỹ Đông Lai, Làng Gia Sơn, Ô Bằng Tu La Thiên, cùng với hợp hoàn tông thích phỉ phỉ. Tuy rằng khẳng định không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng dù sao cũng dễ đoạt hơn so với đạm đài băng vân thầm bất cả trắc nhiều. Đạm đài băng vân nghe được đinh uyển Ngôn thật sự không thể đến. Hai con người đang mở ra, chậm rãi nhắm lại. Dường như trong lòng của nàng, chỉ có đinh uyển Ngôn mới xứng làm địch nhân mà thôi. Nàng nhắm trúng lệ hồn thiên Hỏa quang trong mắt lập lẻ bất định Sát cờ liên tiếp nổi lên Chính vào lúc này Ở cửa lại có người cao tọng bẩm báo Bẩm minh chủ Đại biểu ẩm sát tông Đông Phương Phước đã đến Cái gì? Thường làn tử híp híp mắt Đột nhiên tinh thần tỉnh táo Mà mau cho mời Đối với tên của Đông Phương Phước Mọi người ở đây đã nghe nhiều Nên đều thuộc rồi Thường làn tử cũng đã nhiều lần nghe người ta đề cập đến tên của nàng từ hồ vừa nhập môn để được đánh giá là nhân tài trăm năm có một của âm sát tông lại cùng đinh uyển ngôn hợp thành âm sát song anh thành thành càng lên cao ai ai cũng có thể biết đến đương nhiên khiến thường làn tử để ý nhất chính là sư tôn của đông phương phước chính là tiên ma nguyên anh bá chủ tần tấn gần đây giành chấn thiên hạ cơ hồ tất cả thế lực lớn nhỏ dưới tay thiên đạo minh đều đến an mừng ngày đó đông phương phước này được thiên ma chọn làm truyền nhân y bát đợi một khi nàng đạt đến kim đan, liền để thiền ma cung cho nàng kế thừa. Quả nhiên chỉ thấy đồng phương phức, mặc một cái váy đen, bộ dáng cao ngạo chậm chậm tiến vào. Hai con người màu đen, trên khăn che mặt, phẳng phất thâm thúy sâu vô tận, không giống như bình thường, thật là đoạt lòng người. Nam thanh niên tại Tuấn trong tràng đều lần đầu tiên nhìn thấy đồng phương phức, nhất là mấy tên nam nhân, nguyên một đám mở to hai mắt, nhìn thấy nữ tử này phẳng phất như nữ thần bóng đêm, khiến bọn hắn tâm thần kích động. Đó, có có thể là bình tĩnh, chính là tu vi của nàng, không ngờ đã ngang bằng đạm đại băng vân thiên âm cùng. Trúc cờ kỳ tầng thứ năm rồi. Vốn trừ định nguyện ngôn ra, những người còn lại, đạm đại băng vân đều không để vào trong mắt. Lúc này nhìn thấy đồng phương phức, cũng không khỏi thất thần. Vốn đạm đại băng vân cho rằng, đồng phương phức bất quá chỉ dựa vào sư tôn, không thể cùng so sánh với định nguyện ngôn. Nhưng thật không ngờ, Âm sát song anh quả nhiên là âm sát song anh, quá xuất sắc, đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Đồng phương phức âm sát tông tham kiến minh chủ. Đồng phương phức dịu dàng bái kiến, thành âm lạnh lùng làm lòng người ta phát run. Miễn lễ, miễn lễ. Đồng phương phức còn chưa bái hạ. Thường làn tử đã dùng thần điệm nhẹ nhàng nâng nàng lên, làm một khuôn mặt vui vẻ, ẩn cần cười hỏi. Thiên mà đại nhân thân thể tốt chứ? Gia sư thân thể rất khỏe mạnh, làm phiền minh chủ quan tâm rồi. Đồng phương phức lạnh như bằng khách giáo nói. Đối với mấy cái này, không thể chán ghét, cũng không thể thích được. Ánh mắt tùy tiện quét qua, liền rơi vào người lôi động, mắt đẹp có chút nhăn lại. Lôi động à? Lôi động cũng không giả vờ câm điếc, kiên trì đứng dậy, khom người thở dài nói. Lôi động bái kiến đồng phương sư tỷ, tiểu đệ ngao du đến tận đây, được thiên đạo minh mời làm đại biểu, tham gia hành trình tâm ma điện. Đồng Phương Phước Tử trước đến nay đều lạnh nhạt. Đối với chuyện này cũng lơ đễnh Chỉ là lúc này chưa thấy lôi động nên cũng có chút kỳ quái mà thôi. Càng kỳ quái là hắn về mà đã đến trúc cơ kỳ tầng hai đỉnh phong. Nghe vậy, năng liền gần đầu truyền âm nói. Tu vi của người tiến bộ không tệ. Có lẽ bảy năm sau thật sự có tư cách cùng hoàng phủ sách đánh một trận đấy. Xin đồng phương sư tỷ vì tiểu đệ mà giữ bí mật. Lôi động đồng dạng cũng truyền âm lại. Đi về phía trước hai bước, trực tiếp mở miệng nói. Đồng phương sư tỷ mời qua bên này ngồi. Đồng phương phức tính tình lãnh đạm, nhưng mà thiên ma sợ nàng dẫm vào vết xe đồ của mình, liền bắt nàng phải kết giao bằng hữu. Cũng là vì thế mà ở trong thiên ma cung, nàng cùng mấy vị sư muội ở chung, bề ngoài coi như không tệ. Nhưng đối với đồng phương phức thì chỉ có đinh uyển ngôn mới là bằng hữu trần chính của nàng. Bất kỳ một người có tư chất vô song nào cũng đều có một phần ngạo khí, cũng chỉ có trên người đinh uyển ngôn nàng mới có thể cảm nhận được uy hiếp kiêu chiến thậm chí là đồng cảm tuy rằng nàng cũng không hiểu rõ lắm đinh uyển ngôn tại sao lại thích lôi động nhưng bằng hữu tôn trọng nhau nếu hắn là nam tử mà định uyển ngôn ưa thích Vậy ý nào đó mà nói Đồng phương phức đã quy nạp hắn Và hàng ngũ của mình đây chính là một trong những khái niệm không nhiều trong logic đơn giản của nàng người một nhà bởi vậy đối với lời mời này nàng cũng không cự tuyệt theo dẫn dắt của lôi động đi một mạch tới chỗ lễ hồn thiên mang cục tông. Lễ hồn thiên sắc mặt mặc dù là có chút khó coi, nhưng không thể không thừa nhận tu vi của đồng phương phước qua thân cao hơn mình một bậc. Trong tu tiên giới, nhất là ma đạo, từ trước đến nay đều là cường giả phi tôn. Tuy rằng trong nội tâm của hắn rất bất mãn, nhưng chỉ trong nháy mắt hư lạnh một tiếng mà thôi. Huống chỉ đồng phương phước kia tuy rằng bề ngoài không rõ ràng, nhưng chỉ bằng phần khí chất giống như dạ trì tình kia, thì có thể là ngồi bên cạnh cũng coi như một loại hưởng thụ rồi. Ai ngờ tên cầu thối Lôi động lại mang cái ghế bên cạnh hắn rời lên. Thẳng đến khi cách lệ hồn thiền mấy trượng mới buồn để đồng phương phước ngồi xuống. Sau đó, ngay trước mặt bao người, hắn lại tự ý chuyển cái ghế, công khai đặt ở bên cạnh nàng. Bản thân đặt mông ngồi lên, nhất thời khiến bọn nam nhân phẫn nộ. Đôi động người là cái thứ gì, lại dám ngồi phía trước như thế. Đáng hận nhất chính là, hắn lại không biết xấu hổ đặt mông ngồi bên cạnh đồng phường phức, người sướng sao. lôi động tự động không thèm để ý những ánh mắt này, hắn còn chưa có ngồi xuống, liền chạy đến bàn trà, thuận tiện lấy chút ít linh trà mà bắt đầu châm nước. Điểm này làm thương lan tử có chút xấu hổ, có vẻ như hắn đã quên châm trà rồi. Lại thấy lôi động như vậy, tự hồ không muốn châm trà cho những người ngoài âm sát tông, cũng chỉ đành mặt dày mày dạn, truyền âm kêu hai tu sĩ trúc cơ kỳ đến châm trà cho mọi người. Đồng phương sư tỷ, tu vi tỷ thế nào rồi? So với đạm đại băng vân như thế nào? Ánh mắt của lôi động có chút lập lòe, truyền âm nói. Vừa đột phá tầng thứ năm không bao lâu, nếu so với đạm đại băng vân, hẳn là ngang nhau thôi. Đồng phương phức tuy rằng không thích cùng bất cứ nam nhân nào ngồi cùng một chỗ, nhưng đối với lôi động bài xích thì không được. Hơn nữa tên gia hỏa này lại ân cần hầu hạ, cũng không đành lòng bác bỏ hắn. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, truyền âm hỏi người hỏi như vậy làm gì? Nàng ta đã là trúc cơ kỳ trung kỳ rồi, là như thế này, tiểu đệ nghe nói tẩy tâm quả kia, đối với tù sĩ trúc cơ kỳ rất có lợi. Lôi động trên mặt thần sắc bất động, một bên uống trà, một bên truyền âm. Để ta giữ lại cho người một quả là được. Đồng phương phức không cho sự nói thẳng, toán dừng một lát rồi lại nói. Bật quả ha, bây giờ người tốt nhất không nên ăn, đợi đến lúc đạt tới trúc cơ kỳ tầng 4 đỉnh phong, dùng nó đột phá lên trúc cơ kỳ thì là tốt hơn. Hiện nhiên, dù là tư chất của Đông Phương Phức, tại giai đoạn trúc cơ tiền kỳ, đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng phải chịu không ít gian khổ. Như vậy xem ra là đặc biệt chiếu cố lôi động rồi. Đối với Đông Phương Phức, sáng quá như thế, lôi động trái lại cho rằng không nên phí công mà tân bốc nàng. Bật quá, chỉ một quả xong mà đủ, lại chuyện ẩm nói. Vậy vậy đa tạ Đông Phương Sư Tỷ rồi. Bật quá, tiệm đây cũng tiên đạo mình có ước hẹn giúp hai tên đệ tử của bọn hắn có trước. Còn lại mới đến lượt tiểu đệ. Hơn nữa, để con muốn cho sư tỷ một quả. Nói xong, đôi động tiền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đồng phương phức đồng ngờ tới, hưởng thụ chỗ tốt, mà lại còn uống một tách trà, lại trả giá đắt như vậy. Tình bầu không còn nhìn chăm chăm vào lôi động, chuyện âm nói. Lôi động, ý của người là muốn đạt đoạt tổng cộng bốn quả tẩy tâm quả hay sao? Người có nằm mơ không đó? Nghĩ đến đây, đồng phương phức lại cảm thấy có chút hữu khí vô lực. Cũng không đến mức như vậy. Ý tiểu đệ là chúng ta nên hợp tác. Lôi động sợ đồng phương phức thẹn quá hóa giận, liền vội vàng truyền âm giải thích. Vừa rồi tiểu đệ cùng hợp hoàn tổng thích phỉ phỉ đã thường lượng thỏa đáng. Còn có tiểu tử thiên đạo minh kia, cũng là đội hữu. Tuy rằng hắn chỉ là trúc cơ kỳ tầng 2, nhưng tốt xấu gì thì cũng là nhân thủ. Bốn người đoạt năm quả mà thôi. Năm quả mà thôi, còn mà thôi à? Đồng phương phức ngồi ở chỗ kia, có chút lùng thầy sắp đổ. Tên gia hỏa này lại tự mình cùng mấy thứ đó làm đồng đội à? Thích phỉ phỉ, quả thật chỉ bình thường, thuộc về kế cuối trong số bát đại đệ tử, còn thêm cả lôi động nữa, đều là trúc cơ tầng 2. Đồng phương phức rất xúc động, xúc động đến mức muốn một kiếm tiện hắn đi luôn, xong hết mọi chuyện. Phương sư tỷ yên tâm đi, tiểu đệ nếu không có chút ít nắm chắc, cũng không dám làm ẩu đúng không nào? Lôi động lại bắt đầu thuyết phục nói huống chỉ nằm quả cũng không nhiều lắm. Chúng ta mỗi người một quả, lấy thêm một quả nữa là được. Đạm đài băng vân không dễ chọc. Ta bỏ qua, tiểu tử mang ngục tông kia, mặc dù không thuận mắt, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là huynh đệ tông phái. Quay về không dễ giao phó với sư phó. Vương Huy tiêu giao đạo, trong nhà lại có nguyên ảnh lão tổ tông, người này của cải sẽ không ít, còn lại giới sầm kim cường tự. Ô bằng của Tu La Thiên và hệ đông lai của Ngân Đô Sơn mục tiêu của chúng ta đặt trên ba người này, đoạt một quả tẩy tâm quả cũng không quá khó. Đồng Phương Phức nghe hắn phân tích quả như vậy, liền có chút rung động. Đi lại thì quả thật chỉ cần đặt thêm một quả mà thôi, dường như cũng có thể làm được. Bật quá, nắng lúc này cũng không có dám bảo đảm với lôi động, chỉ đáp ứng hắn dẫn nỗ lực hết sức. Muốn nàng ra tay lúc nào thì cứ mở miệng mà thôi. Nàng có thể làm như vậy cũng đã vượt xa tưởng tượng của lôi động rồi xem ra mình vỗ mông ngựa tầng bốc một chút cũng không phí công nhưng tiếc là đạm đài băng vân kia lại là người của thiên âm cung nếu không thì hắn chạy tới ôm đuổi cũng tốt Nào có thể đoán được lôi động vừa mới cân nhắc đạm đài băng vân bên tai liền truyền đến thanh âm điềm đạm nhỏ nhã của nàng nguyên lai người cũng ở vạn quỷ quật sao tâm của lôi động máy động không có lườm đạm đài băng vân đồng thời cũng truyền âm nhỏ nhỏ đúng vậy lôi bộ bản thân đi ra từ vạn quỷ quật đại cô nương có tình bạn cố trì với vạn quỷ quật của ta sao? Đúng như vậy, đúng là có, tình bạn cố trì rất tốt. đại băng vân âm thanh có chút băng lãnh, bồng bềnh đung đưa, có chút nghe không quá rõ ràng. Cả đời này của ta thì phải tàn sát tất cả nhất mạch vạn quỷ quật của ngươi. Mấy chữ cuối cùng, âm thanh dung dịch sấm sét trực tiếp nổ tung bên tai của lôi động. Lôi động cảm thấy huyết khí dâng trào, sau đó thật lâu, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, bình thản nói. Mặc kệ ngươi và nhất mạch vạn quỷ quật có cầu hận gì Chỉ dựa vào những lời này của ngươi Cục diện chính là không chết không ngớt lôi bố sẽ chờ ngươi với tàn sát Thời điểm đối thoại Cả hai không ai nhìn đối phương Nhưng tâm của mình cũng đang nhận định Phải giết cho được đối phương Nếu người đã tới đủ thì Thời gian cũng không còn sớm nữa Thường đàn tử nói câu này Nhưng người dưới đài lại nghe có người truyền âm nói Bồn tòa còn có chuyện quan trọng Tại thân cũng không có đi cùng trừ vị tới cửa vào tâm ba điện được kế tiếp sẽ do lý trưởng đáo của bổn minh dẫn đường thay cho các vị lý nhất kiếm bước lên một bước sang mặt nghiêm nghị trầm giọng nói trừ vị mời đi theo lý mẫu đi ra khỏi tranh điện trực tiếp đến quảng trường chỉ thấy lý nhất kiếm tay bắt pháp quyết sau đó có một chiếc tàu cao tốc dài hơn bởi trượng xuất hiện trước mặt mọi người chỉ thấy chiếc tàu này hình dáng giống như thanh kiếm toàn thân sáng trắng kiên quyết mà tiêu sái mười phần. Hắn đi lên, mọi người nhao nhao thi triển thần pháp bước lên tàu. Lý Nhất Kiếm đứng ở mũi thuyền, tay áo bồng bềnh, thân niệm khẽ động, hào quang của tàu cao tốc đại thịnh nhanh chóng bay thẳng lên bầu trời. Từ bên ngoài trông thấy nó giống như một mũi tên lao thẳng lên trời cao. Mấy chục lần hô hấp, bóng dáng to lớn của nó càng ngày càng nhỏ, giật nhanh liền biến mất không thấy đầu nữa. Đến tận lúc này, mọi người cũng không cần nhiều lời nữa, trường phần bình ngồi xếp bằng xuống tĩnh khí dưỡng thần dù sao ai cũng biết tầm mà điện cũng không phải tốt như vậy mặc dù đến nhất kiếm điều kiện tàu cao tốc cũng phải tốn hơn một ngày mới đi tới hạp cốc từ trên cao nhìn xuống thấy một cái hạp cốc cực lớn giống như mình người ta dùng một kiếm bổ ra vành đa hai bên bằng phẳng trong cốc không có một ngọn cỏ nhưng trong cốc lại có vô số đá vụn đỏ như máu phủ kín tàu cao tốc chậm rãi hạ xuống mọi người theo thứ tự nhảy ra dùng phương thức của riêng mình đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Lụi bại, hoàng vu, không có người ở. Các vị xin mời đi theo ta. Lý Nhất Kiếm trong hai tay, triển khai thần pháp, thần hình nhanh như một thanh phi kiếm, phiêu giật mà nhanh chóng. Tất cả người các tông cũng triển khai thần pháp khác nhau, theo sát phía sau. Mà Vương Huy tiêu giao đạo, triển khai thần pháp, tiêu sái mà linh động, nhẹ nhàng giống như con hổ điệp. Thần pháp lệ hồn thiên của mang cục tông giống như là hỏa diễm bao bọc toàn thân, bụng dạ thẳng thắn, đạm đại băng vân phi hành, téo áo bồng bệnh, tiền tư tượng lờ, thích phi phi âm dương hợp hoàn tông, phiêu giật nhẹ nhàng, diễm quang tứ xạ, và quỷ ảnh độn của lối động phiêu hốt bất định, tàn ảnh liên tục. Đương nhiên chỉ là một đoàn đường ngắn mà thôi. Không người nào triển khai toàn bộ thân pháp của mình cả. Không có bao lâu thì mọi người đã xuyên qua cái hạp gốc lớn, đập vào mi mắt, chính là một cái tế đàn bị tàn phá đủ loại kết cấu phức tạp, hình thành hình bát diện, giống như là cấu thành truyền tống trận. Phía trên có điều khắc trang sức và đồ án phức tạp. Bên cạnh tên đàn, ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Nhất Kiếm là người ăn mặc quần áo trẻ tuổi, quần áo đen trắng giao nhau, lưng đèo trường kiếm. thêm mọi người đã đến, kẻ này chậm rãi đứng dậy, cùng kính nói. Đệ tử triệu vô cực, bái kiến Lý Sử Thúc. Lôi động liếc nhìn hắn một cái, tù vì trúc cờ kỳ tầng hai quản sát tới cảnh giới của hắn còn chưa vững chắc, mà tên là Triệu Vô Cực, hắn là người của thiên đạo Minh. Vô Cực miễn lễ, ta cũng giới thiệu với người, đây chính là các sư huynh sư tỷ của bát đại tổng phái. Lý Nhất Kiếm dẫn mọi người bay lên tế đàn, sau đó giới thiệu mọi người một lúc, sau đó mới nói, trừ vì thời gian đã tới rồi, Lý Mỗ sẽ khởi động truyền tống trận đi tầm màn điện, cũng chúc các vị thuận lợi để được đồ vật mình muốn. Vừa dứt lời, lão liền là từ chữ vật thủ trạc lấy trong một cái lệnh bài màu đen dùng thần niệm bọc lấy khảm nạm vào trong truyền tống trận chuẩn bị khởi động truyền tống trận